Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2023, thứ bảy tuần thứ sáu Phục sinh, trích sách Tông đồ Công vụ. Sau khi ở lại Antiochia ít lâu, Phaolô ra đi. Lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh. Bấy giờ có một người Do Thái tên là Apollo, quê ở Alexandria, rất lợi khẩu và thông biết thánh kinh. Ông đến Epheso, ông đã học thông đạo Chúa. Ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những điều về Đức Kitô, mặc dù ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế, ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và Aquila nghe ông, liền đón ông về nhà và trình bày cặn kẽ hơn cho ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Achaia thì các anh em khuyến khích ông và viết thơ cho các môn đồ xin họ tiếp đón ông. Đến nơi, ông đã giúp các tín hữu rất nhiều vì ông đã công khai phỉ báng những người Do Thái cách hùng hồn. Ông trưng thánh kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian. Hay thầy chư dân, hay vỗ tay, hay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng tối cao, khả uy. Người là đại đế trên khắp trần gian. Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian. Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian. Hãy sướng ca vinh mừng người. Thiên Chúa thống trị trên các nước. Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của người. Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian. Vua Chúa của chư dân đã nhập đoàn với dân riêng Thiên Chúa của Abraham. Vì các vua Chúa địa cầu thuộc quyền Thiên Chúa, Người là Đấng muôn phần cao cả. Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian. Alleluia, Alleluia, Chúa phán, các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, thầy bảo thật các con, điều gì các con sẽ nhân danh thầy mà xin Cha thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ các con chưa nhân danh thầy mà xin điều gì, hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa. Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh thầy mà xin. Và thầy không bảo là chính thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến thầy và tin rằng thầy bởi Thiên Chúa mà ra, thầy bởi Cha mà ra và đã đến trong thế gian. Rồi bây giờ thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Ngợi khen Chúa. Nối mạng với Thiên Chúa. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Gioan chương 16 câu 24. Suy niệm, những trạm tiếp sóng điện thoại di động cứ thường nghẽn mạch, không thể truyền tải đến cho những khách hàng thuê bao của mình, nhất là vào những dịp cao điểm, nhu cầu quá lớn hay trạm tiếp sóng quá nhỏ. Về trách nhiệm cầu nguyện,
vị cố vấn kỳ diệu Giê-xu và trợ lý do ngãn mạch nơi Kitô hữu. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy, khiến nhiều người đang mong chờ mạch ân sủng của Thiên Chúa mà không được đáp ứng. Thế giới ta đang sống không phải là thế giới trần tục, bởi nó được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Nó rất cần ân thiên từ Thiên Chúa và tương giao với Ngài. Nếu nó trần tục là bởi vì đã bị xuống cấp do thiếu vắng lời cầu nguyện, trở thành một thế giới mồ côi, vắng bóng Thiên Chúa. Những trạm tiếp sóng Kitô hữu quá cần thiết cho thế giới hôm nay. Thánh Gioan Vianney cho rằng, xưa kia chúng ta chẳng xứng cầu nguyện, nhưng nay Thiên Chúa đã thương cho ta được thưa chuyện với Ngài đấy bạn. Mời bạn, hoàn cảnh hiện tại của bạn và số phận của những người chung quanh có được bạn lưu ý và gom kết lại trong lời cầu nguyện không? Chia sẻ, câu kết nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con trong các lời nguyện có ý nghĩa gì? Sống lời Chúa, chân thành dâng lời nguyện lên Chúa Cha, nhân danh Chúa Giêsu để cầu cho một gia đình quen biết. Cầu nguyện, lạy Cha trên trời, trái tim của con quá bé nhỏ để ôm ẩm thế giới. Nay con muốn hòa tan trong trái tim Chúa Giêsu, con Cha, để thế giới cảm nhận được tình Cha yêu. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Kẻ ăn cắp một ổ bánh mì. Người ta thường kể về một trong những ông thị trưởng đầu tiên của thành phố New York, bang Hoa Kỳ, giai thoại như sau. Một ngày mùa đông lạnh buốt nọ, ông thị trưởng phải chủ tọa các phiên tòa. Người ta điệu đến trước mặt ông một ông lão quần áo tả tơi. Người đàn ông này bị tố cáo là đã ăn cắp một mẩu bánh mì. Lời tự biện hộ duy nhất mà người đàn ông khốn khổ đưa ra là: gia đình tôi đang chết đói. Nghe xong lời cáo buộc của cử tọa, cũng như lời biện bạch của ông lão, viên thị trưởng đưa ra phán quyết như sau: luật pháp không tha thứ cho bất cứ một hành động xấu nào. Tôi thiết cần phải trừng phạt ông, và hình phạt cho tội ăn cắp là ông phải đóng $10. Vừa công bố bản án, ông thị trưởng rút trong túi của mình ra $10 và trao cho người đàn ông khốn khổ. Quay xuống cử tọa, ông nói tiếp: ông lão đã bồi thường vì tội ăn cắp của ông. Còn phần quý vị, tôi yêu cầu mỗi người phải đóng 50 xu tiền phạt vì sống dửng dưng đến độ để cho trong thành phố của chúng ta còn có một người nghèo phải đi ăn cắp. Nói xong, ông ra lệnh cho viên biện lý đi thu tiền và trao tất cả cho ông lão. Khi chiếc mũ đã được truyền một vòng tòa án và trở về tay mình, ông lão đếm được tất cả là $47.50. Trong sứ điệp mùa chay năm 1991, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mời gọi chúng ta hãy đọc và suy ngẫm về bài dụ ngôn Người giàu có và Lazaro. Mới nghe qua, chúng ta có cảm tưởng người giàu có trong bài dụ ngôn đã không làm điều gian ác nào để đến độ phải bị trầm luân. Chúa Giêsu đã không nói ông đã trộm cướp hay biển lận hoặc gian xảo trong việc làm ăn. Ngài cũng không kết án việc ông ngày ngày yến tiệc linh đình. Vậy thì đâu là tội của người phú hộ? Thưa, đó là tội dửng dưng trước nỗi khổ của người khác. Chúa Giêsu nói đến sự hiện diện ngày qua ngày của một người khốn khổ trước cửa nhà ông để cho ông ta thấy sự đang tâm làm ngơ của người giàu có. Máu chảy, ruột mềm trước cảnh khốn khổ của người đồng loại, mà người giàu có ấy vẫn không biểu lộ một chút xúc động hoặc làm như không nhìn thấy, thì quả thật không gì đáng trách bằng. Bởi vì người giàu có đã làm cho trái tim của mình khô cứng. Dửng dưng trước nỗi khổ của người khác không phải là một thái độ vô thưởng vô phạt, mà là một hành động tội ác. Ông thị trưởng thành phố New York trong câu chuyện trên đây quả thực đã thấy được tội ác của chính ông và của thị dân của ông đối với ông lão ăn cắp bánh mì. Bài trích sách Lẽ Sống.